Dạ em xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn trên cả nước đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Tiếp tục hôm nay em quay trở lại với anh Trạng nha cô chú anh chị. Chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn một lô mai ghép cúc thọ hương si bông Sài Gòn, si bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Kênh chuyên chia sẻ về phô mai vàng, phô mai tứ quý, phô mai thành phẩm các loại nha cô chú. Cô chú anh chị các bạn yêu thích thì cây nào trong clip liên hệ với anh Trạng giúp kênh ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ kênh, ủng hộ anh Trạng trong thời gian qua. Đừng có gì thắc mắc cô chú anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ cây giúp kênh nha cô chú nha. Rồi bây giờ em xin phép vô clip hôm nay ha. Cô chú anh chị các bạn có thể xem một số mặt bông của siêu bông nha cô chú anh chị. Bông to, bông siêu to khổng lồ nha cô chú. Mấy lớp cánh lận nha cô chú anh chị. Rồi em vô clip ha. Chào anh Trạng ơi. Rồi chào anh Nghiệp. Chào cô chú kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai siêu bông Sài Gòn anh chị. Dán trịch tầng thông này. Phơm này là phơm là tàn tay cành điều nha anh chị. Lô rồi. Này lô tập trung cho phòng khách phơm cao nha cô chú anh chị. Đó, hàng này anh chị mình về lấy bò đã đời luôn anh chị ơi. Nhiều lắm nha anh chị. Cây đang bông luôn nha cô chú. Một cây về lấy khoảng chừng 1-200 bo là bình thường nha. Là về em về nguyên lô mười mấy cây anh chị. Đó. Clip này nhiều cây lắm nha cô chú rồi, chị nha. Bông nè. Siêu to nha cô chú chị, 2-3 lớp cánh không ha. Siêu to khổng lồ. Này về cô chú chị mình lấy bo mà ghép tứ quý nên thôi khủng khiếp luôn nha cô chú anh chị nè. Bông nè, kinh khủng bông luôn. Rồi. Rồi, cái này hoành thân nó là được 22. Chiều cao là được 125. Tán ngang là được 86. Rồi. Siêu bông Sài Gòn mã số 27 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ 2.200.000 cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 28. Mã số 28. Siêu bông Sài Gòn. 28 là Sài Gòn luôn chị. Siêu bông Sài Gòn mã số 28 nha cô chú anh chị ơi. Về lấy rất là nhiều bo ha cô chú. Thằng chị này về... đầu năm này là mình ghép vô tứ quý ha cô chú anh chị. Cuối năm là rực rỡ luôn nha. Cô chú chị coi cái nụ của nó nè. Đó, cái vàng nút nụ của nó nè cô chú anh chị. Bên đây nó có cái nụ chuẩn bị nở nè. Đông là siêu to luôn anh chị. Chung là này lá lớn hả chị? Phè phè không ha. Cô chú anh chị. Rồi. Siêu bông Sài Gòn nở là bao đẹp rồi. Cô chú anh chị. Quanh này quanh là 20. Rồi 20 quanh. Chiều cao là được 118. Ngang là được 103. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 28 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 luôn chị ơi. Dạ, rồi 2.200.000 luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 29. Rồi một cây siêu bông Sài Gòn dán trực luôn chị ơi. Cây một cốt ha. Đồng mở lô này cô chú anh chị mình về dưỡng Tết là ra phơm tàng thông cây lớn nha cô chú anh chị. Ừ. Này về lấy bo không cũng lời anh chị. Dữ lắm ha chị. Nè, về cái bọc một khoa nè. Đụng đi ha chị. Về là cô chú anh chị cây nào cũng có bông để mình test hết trơn nha. Sài Gòn này bông khỏi chê. Cô chú chị mình yên tâm luôn á, về là thấy bông là thấy rồi. Mùa xuân đến nữa. Xuân đến là mình hết hồn không? Hoành 22. Bông luôn bằng cái chén. Chiều cao 112. Tán ngang là 76. Rồi, mã số 29 siêu bông Sài Gòn xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700.000 nha cô chú anh chị ơi. Bao bo luôn cô chú anh chị. Dạ, mã số 30. 30. Rồi, 30 là một cây siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Siêu bông Sài Gòn mã số 30 nha cô chú. Cái lùng lực anh chị tàn tròn đều ha. Nè, bo nè anh chị nhìn nước bo thấy. Quá đã nha anh chị. Nè. Được ha. Cái cây cành cốt cành nó có đều chứ. Rồi cái này hoành được là 19 hoành. Chiều cao là được 106. Ngang. Tàng ngang 86. Rồi mã số 30 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 chị ơi. Dạ 1.900.000 nha cô chú anh chị.
siêu bông Sài Gòn. Rồi em đổ sang một số giống khác, tiếp tục còn những cây siêu bông Sài Gòn cuối clip nha cô chú anh chị nha. Đổ sang một số thay đổi không khí rồi, cô chú anh chị. Tiếp tục mã số 31 Cúc Thọ Hương Lam Thạch gì? Thọ Hương Lá Cẩm Thạch. Nên khoảng 5 cây xen kẽ một số giống cho cô chú anh chị tham khảo thêm ha. Lá nó mới ra nè cô chú anh chị. Thì bông như cúc thọ hương nha cô chú nha. Cái này mới mới bông lá nó ra anh chị sẽ nhìn thấy thấy thương không chị? Chơi cây bonsai ha cô chú anh chị. Này cái lá này nó non cực kỳ đẹp luôn á. Chơi thì chơi bonsai mà bông thì bông mai nha cô chú hả? Để nè. Để đẹp ha. Cụ đế. Vành 21. 21 vành của chú. Cái cũ đế đặt này là được 37. Chiều cao là được 70. Tan ngang 79. Rồi mã số 31 Cúc Thọ Hương Lá Cẩm Thạch này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000. Dạ, 1.500.000 cô chú anh chị ơi. Mã số 32 này. Thọ Hương Cẩm Thạch luôn anh chị. Có bông nữa chị. Ừ. Cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Này ngày thường mình chơi lá ha anh chị. Tết chơi bông ha. Đó. Quá tiện. Tiện lợi đôi đường luôn ha anh chị. Ồ cái này dáng thế đẹp nha anh chị ơi. 32 nha cô chú anh chị. Số 32. Cái này nó chưa gông lá ha anh chị. Nè. Có một số lá già còn về mình gông lá, gông lá nha anh chị, gông lá mình cắt cắt tỉa cho gọn lại ha. Đó, nguyên cái bệ đế nè. Đó. Rồi. Bệnh đế này được 40. Bệnh thăng 20. Đế sổ cao là 15. Cao 90. Tàn ngang 81. Rồi mã số 32 cậu Hương xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ, 1.400.000 cô chú anh chị ơi. Siêu vong. Cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Mã số 32. 33. Mã số 33 là một cây đại lộc. Đại lộc cái thân là cây xù mà xù cốm trăm trăm nha cô chú anh chị. Này em ghép hai mùa nha anh chị. Hai mùa mà có hai bo ha. Nên chị xem lá tốt nè. Ừ. Ừ. Cô chú chị về mình coi lại mình chơi cắt bonsai lại ha. Giữ tàn lại nha cô chú anh chị. Này cái đế nó đã quá dễ thương nha. Cái này hoành thân là được 18 hoành. Đế sổ cao là 21. Chiều cao 62. Tàn ngang 65. Rồi mã số 33 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 650 gì? Dạ, 650 cô chú anh chị nha. Đại lập già mua anh chị. Này về lấy bo đã luôn. Rồi, mã số. Mã số 34. Rồi. Là một cây siêu bông Sài Gòn, cây này dáng bonsai anh chị ơi. Bonsai. Cô chú anh chị nào khoái chơi bonsai cái này. Bằng tay luôn rồi. Bông này mà lấy giống ghép vô tới quý nữa là còn gì ha. 7 cm nha chị. Dạ. Ha. Đây bông. Cái này đế đẹp ha anh chị nè, đế bonsai. Hoành là 14. Rồi, 14 hoành. Hoành đế là được 60. Chiều cao 78. Tán ngang 80. Rồi 1.500.000. Mã số 34 siêu bông Sài Gòn đế thú. Rồi. Cái cây siêu bông Sài Gòn này cô chú chị chơi phòng khách hoặc là chơi để bàn dễ thương lắm nha cô chú chị. Mã số 35. Nó có dáng bonsai ha. Tàn này về cô chú chị mình sửa lại mình vô dây lại nha cô chú chị. Đấy. Siêu bông Sài Gòn đế thú nè. Chơi cặp với cây số 34 gì. Nã số 34 nha cô chú anh chị, 35. Rồi, hoành đế này được là hoành đế này được là 60. Hoành thăng là 13. Chiều cao là 68. Tàn ngang là 73. Rồi mã số 35 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.500.000 luôn chị ơi. 1.500.000 cô chú ơi. Siêu bông Sài Gòn. Bonsai. 36 nha cô chú anh chị. 100.000, 100.000.
mã số 36. Rồi, xin bông Sài Gòn chị ơi. Xin bông Sài Gòn chị ơi. Đó, cái này về lấy bò đã luôn chị ơi. Rồi, gãy bò. Tật gần nha chị ơi. Gần bỏ, cắt bỏ anh chị. Dán chật anh chị, tay cành thứ diện ha. Mấy cây này mình phải cắt bỏ được gần những cây, cho cây thông, cây thoáng cây anh chị phát triển. Rồi cây này hoành là 22 hoành. 22 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 120. Tàn ngang là 100. Ôi, quá khứ cái cây này bo. Chú chị coi cái dàn bo ha. Rồi giấy Zalo ní ơi. Rồi mã số 36 cây siêu bông Sài Gòn xin Zalo với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu chị ơi. Dạ, 2,2 triệu nha cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi, mã số 37. 37 siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này lùng lực. Này có mặt bông nữa anh chị. Dữ lắm không? Đây nè. Chưa bung hết ha. Mình mới chớm nở thôi. Xem nữa ha. Đó. 7 cm nha anh chị. Hết sức nha anh chị. Cái này nước bo dữ lắm nhiều nha anh chị ơi. Cái này lấy gần như 200 bo cho lên nha anh chị. Một cây lùng lực tàn tròn đều. Đó, tàn thông. Tại cành tứ diện ha. Lại là mấy cái này tết chơi phịch đích của chú anh chị ơi. Này cái mấy cái lô này em ghép 8 tháng nha anh chị. Rồi cái này hoành thân là được 19 hoành. Chiều cao là được 112. Tàn ngang là được 103. Rồi mã số 37 siêu bông Sài Gòn xin Zalo với cô chú chị mình là 2,2 triệu anh chị. Dạ 2,2 triệu nha cô chú chị ơi. Hôm qua các bạn đem hai cái cam nước còn sao được. Rồi mã số 38. Mã số 38. Rồi, siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị ơi. Hai cây nữa lên thứ mới quắn à. 38 nha anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Đó, cây mọc tốt không nha anh chị ơi. Hàng này hàng thả tàn nha anh chị ơi. Chịu lấy bo nha. Quá khứ dần nước bo nó rồi. Về anh chị mình chặn đọt anh chị. Mấy đọt non mà anh chị chặn cắt bỏ. Yeah. 38 nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Này là nó đang đợi anh chị, đang đợi anh chị mình cắt là nó phúng vô coi thấy ham luôn á. 22 hoành chị ơi. Chiều cao là 112. Tán ngang là 112 luôn chị. Còn ngồi viết nè cô chú anh chị. Rồi mã số 38 siêu bông Sài Gòn là xin Zalo với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu cô chú ơi. 2,3 triệu. Rồi 39. Rồi mã số 39 gì ơi. Rồi mã số 39 cũng là siêu bông Sài Gòn luôn gì ơi. Đó. Siêu bông Sài Gòn mã số 39. Này cho chú chị coi ha, bo ha. Lên nước bo chừng, da lương hết chừng. Rồi viết nè cô chú anh chị. À. Rồi. Rồi cây này hoành là được 21 hoành chị ơi. 21 hoành nha cô chú anh chị nha. Rồi, chiều cao là được 108. Ngang 102. Rồi siêu bông Bình Lợi mã số 39 xin Zalo với cô chú anh chị mình 2,1 triệu. Dạ, 2,1 triệu cô chú anh chị ơi. Siêu bông Bình Lợi lộn của Sài Gòn. Sài Gòn. Tiếp theo mã số 40. 40. Mã số 40 là một cây mai giảo tự sắn gì ơi. À, cây này cây lớn nha cô chú anh chị, tàn đang thả tự nhiên nha. Cái này về lấy bò, bao nhiêu bò nổi luôn anh chị ơi. Tết vừa xong đợt bông rồi giờ nó đang ra nè cô chú anh chị. Đó, lặt ra xong rồi là nó quấn gì nè nha cô chú anh chị, quấn tự nhiên nha. Thằng này đang ra lá non anh chị. Game này game châu Phi nha cô chú anh chị. Để ra là quấn à. Lòng thòng nha anh chị đã ha. Cô chú anh chị nào mà mình muốn chơi độc lạ mà mấy cái này là sở hữu một cây thôi, để ở nhà
khách tới nhà là thấy bất ngờ luôn, không biết cây mai gì mà kỳ khôi gì nữa. Tài, nhưng mà tài nghệ ai mà quán khéo dữ vậy. Bông nó cực kỳ đẹp nha anh chị, bông nó từ là 7 tới 12 cánh nha. Bông khít không nha anh chị. Bông là không bao giờ mà nó bao giờ chuồn chuồn nha, khít đẹp lắm nha. Vành là 21 vành. Chiều cao là được 112. Tàn ngang là được 76. Rồi mã số 40, cây siêu ý lộn cây giảo sáng này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 anh chị ơi. Rồi 1.600k. Bông là bông móng chuồn chứ không bông chuồn chuồn nha cô chú anh chị. Rồi. Bốn cây cao cao. Số 41 cô chú ơi. Cái này để có cái củ tròn do này. Mã số 41. Rồi giảo sắn luôn chị ơi. Ừ. Cái này trên cặp với cây 40 ok ha anh chị. Ừ. Chú chị chốt hết lô tết này ra chợ cũng ngon lắm nè. Ừ. Trời ơi nó thòng thòng đá gì đâu anh chị ơi nè. Mình chuẩn bị cái bông nữa nha. Này là hình như là chơi chưa hết tết. Rồi cây này hoành là được 20, chiều cao là được 116, ngang 80. Rồi mã số 41 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.600.000 luôn chị ơi. Dạ 1.600.000 nha cô chú anh chị. Mã số 42 chị ơi. Đây, mã số 42 mã sắn luôn. Mấy này về lấy bo đã đời luôn chị, dưỡng xong lấy bo xong dưỡng tết chơi. Này tết là dài lắm già. Dạ. Nó chơi quá chứ chưa không có nước uống. Rồi cái này hoành thân là được 18 hoành. Chiều cao là được 110. Ngang 86. Rồi cây mai giỏ sắn mã số 42 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 luôn chị. Dạ 1.600.000 nha cô chú. 1.600.000 bao ship tặng chợ mình luôn nha anh chị. Hàng độc lạ luôn chị. Rồi, mã số 43. 43. 43 giỏ sắn luôn chị. Ừ, chị xem ha. Sở hữu một cây là không đụng hàng với ai luôn. Mấy cây lớn lớn mà quán quấn gì anh chị, trên thị trường cũng không có nhiều anh chị. Tàn tàn là mấy cây nhỏ nhỏ, nhỏ không ha. Gốc nhớt được không à. 17 hoành. Chiều cao là được 112. Ngang 80. Rồi mã số 43 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000. Dạ 1.500.000 cô chú nha. Mã số 43. Mai quấn. Mã số 44. Rồi siêu Sài Gòn. Sài Gòn đang có bông luôn nha cô chú anh chị. Thằng này bông mà bao bự anh chị ha. Điều gan nha cô chú anh chị. Bông này cũng bông móng chuồn không không có chuồn chuồn nha cô chú anh chị. Bông điều gan hết nha. Nó không có, nó đặc điểm của mang này nó ngon hơn dở Thủ Đức ở chỗ đó đó. Bông nó là điều gan hết. Quá trời ơi. Rồi sửa đẹp mới sửa. Này giờ chặn đọt thôi là lụm rồi. Tàn còn do lại liền dìm viền liền ha. Ờ chặn đọt là nó phúng ra điều gan luôn. Cả tháng 6 là vô dây là ok luôn á. Rồi cái này 23 hoành chị ơi. Dạ, hoành 23. Chiều cao 107. Tàn ngang là 102. Rồi mã số 44 cây siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Dạ, 2.500.000 cô chú ơi. Chụp lại. Rồi, mã số. Mã số 45. Siêu bông Sài Gòn luôn. Về cô chú anh chị mình dưỡng mình lấy bo ha. Cuối năm là rực rỡ luôn á. Mày đế đẹp. Mày được cái nồi đế này chứ. Con Sài Gòn nó mau phát lắm nha cô chú anh chị. Con đế nè. Giống mạnh ha. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi. Ngày hoành là 22 hoành ha anh chị. Rồi. Chiều cao là được 120. Ngang 97. Rồi mã số 45 siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 chị ơi. Dạ 2.200.000 nha cô chú. Cái này cút cành đều anh chị tứ diện luôn ha. Này bấm đọt hơi lỡ nó dài bỏ nó ra cho con chị xem điều gan luôn ha. Đó phần sạc sát sẽ kêu anh chị lấy bo ha. Rồi mã số. Mã số 46 siêu bông Sài Gòn anh chị ơi.
Rồi cái này đế cũ đẹp quá. Chiêu vô Sài Gòn, đế cũ nè cô chú anh chị à. Cái này lực lắm nha cô chú anh chị. Hoành là 24 hoành gì? Dạ 24 hoành. Cũ nở là 29. Chiều cao 92. Tàn ngang 92 luôn. Rồi Simo Sài Gòn mã số 46 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu anh chị. Dạ 2 triệu nha cô chú chị ơi. Một cây Simo Sài Gòn, cây này đế lực nha cô chú. Cây nằm chỗ 6 luôn ha. Rồi mã số 47. 47. Tiếp tục Simo Sài Gòn luôn chị. Mã số 47 nha cô chú anh chị. Non, đọc non. Đây, cô chú anh chị xem ha. Bò nè. Về lấy là ghép. Cô chú anh chị nào đang mua phôi tứ quý đang trồng rồi chuẩn bị ấy ha. Về mua mình dưỡng cả chừng mười mấy ngày nữa là bo dữ lắm nha cô chú anh chị. Về cắt liền cũng có luôn nha. Thằng này bo lấy ngon lành luôn chị. Đại lắm đã. Về đóng liền luôn được luôn anh chị. Rồi. Rồi này hoành là được 25 hoành chưa? Dạ, 25 hoành. Chiều cao là được 118. Ngang là được 109. Rồi Siêu Bông Sài Gòn mã số 47 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 300 ngàn chưa? Dạ 2 triệu 3 nha cô chú nha. 2 triệu 300 ngàn. Rồi mã số. Mã 48. Số 48. Rồi Siêu Bông Sài Gòn mã số 48 chưa? Cây cuối clip. Quá khứ cây này tàn tàn đều bó đẹp anh chị. Mã số 48 nha cô chú. Chị xem cái nụ quá lớn nè. Búp nở đang nở nè ha. Đó, vậy đó. Giờ hỏi sao bông nó không bự được. Phì ra cái này nè. Xem ha. Cái này phơm tàn cao nha cô chú anh chị. Phơm cao ha. Cái này này phơm cao. Cái này là bự hơn nãy giờ mấy trong mấy cây nha cô chú anh chị. Cái này nước bo cũng dữ luôn. Cái này chiều cao là 1m36. Hoành thân là 24 hoành. Bo ngồi giết nè cô chú anh chị. Lừng luôn ha. Tàn ngang nó được 130. Cô chú anh chị coi mấy cái bo này về đóng vô là nó xì xì ra điên luôn á. Đã, nhìn nó lên trên lưng nhìn thấy đã, bóng. Rồi. Rồi Siêu Bông Sài Gòn mã số 48 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 600 ngàn chị. Dạ. Rồi 2 triệu 600k 48 nha cô chú. Rồi mã số 48 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình thấy hay bấm đăng ký kênh, bấm like ủng hộ nha anh chị. Rồi em chạy hôm lại.